Rồi, chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến kênh Điện Tử Nam Xuyên, kênh chuyên sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về sửa chữa máy lọc nước, máy giặt cũng như là bình nóng lạnh. Nếu bạn nào mà muốn tự tay mình sửa chữa những vật dụng trong gia đình, ví dụ máy lọc nước, bình nóng lạnh, rồi là các vật dụng khác thì các bạn có thể đăng ký kênh theo dõi và khi mà mình ra video mới thì các bạn có thể là tìm hiểu và có thể là làm theo nhé. Đấy, thì những cái video mình ra cũng muốn là chia sẻ với các bạn những cái hiểu biết của mình. Và cũng là nơi để mình giao lưu kết bạn với chia sẻ kinh nghiệm với các bạn bốn phương. Đấy, thì nếu mà các bạn thấy hay các bạn có thể là đăng ký kênh. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái công dụng cũng như là một số những cái hỏng hóc liên quan đến cái van một chiều này. Thì bây giờ đến đến mùa đông rồi thì gia đình các bạn cũng dùng cái bình nóng lạnh này rất là nhiều. Đấy, và tất cả những cái bình nóng lạnh thì nó đều có một cái van một chiều này các bạn. Đấy, thì qua cái thực tế mà mình đi sửa chữa ấy, thì có một số gia đình là cái chỗ này về cái van một chiều là bị tắc này, người ta hay tháo tháo bỏ đi, hoặc người ta đấu thẳng trực tiếp luôn. Đấy, thì cái này thì nó cũng có những cái công dụng nhất định mà các bạn có thể là chưa biết nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra để mình chỉ cho các bạn luôn. Đấy, thì đối với cái van một chiều này thì các bạn thấy là người ta sẽ lắp vào cái đường vào của bình nóng lạnh. Đấy, cái đường xanh này các bạn, và đường đỏ này là đường ra, đường là dây nóng nhá. Đấy, thì để tiện cho các bạn theo dõi thì mình sẽ phải tháo ra. Đấy, rồi mình tạm dừng video, mình tháo ra thì mình chỉ cho các bạn nha. Đấy, mình đã tháo ra các bạn nhá. Đấy, tháo ra này. Thì cái bình nóng lạnh này, thứ nhất nó có sẽ có ba cái tác dụng chính các bạn ạ. Đấy, tác dụng thứ nhất là nó sẽ chống cạn bình. Đấy, chống cạn bình. Cái tác dụng thứ hai là nó sẽ chống nổ bình. Đấy, khi mà áp suất các bạn bạn thấy là khi mà ví dụ như cái bình này, cái relay nó có vấn đề chẳng hạn, nó không ngắt điện chẳng hạn, thì nước sôi lên đến mức độ nào đấy thì nó dẫn đến tình trạng là áp suất trong này nó rất là tăng, cho nên là cái chức năng chống chống nổ bình thì các bạn thấy là nó sẽ có một cái vòi các bạn, trong này nó có cái núm gọi là cái van áp lực. Thì khi mà đến van cái áp lực nào đấy nhất định ấy, thì quá mức chịu đựng của bình này thì nó sẽ đẩy cái cần này ra, trong này có lò xo và nó sẽ xì áp suất ra đây. Đấy, và cái tác dụng nữa là bạn thấy là vì là nó là một chiều chiều nước vào cho nên nó sẽ chống chống cái việc là sôi ngược. Sôi ngược là gì các bạn thấy là khi mà chúng ta không có cái bình này nó chặn cái nước này, thì khi bật bình lên nước nóng thì nó sẽ cái nhiệt ấy nó sẽ truyền ngược lại vào cái đường cấp này này, và thậm chí là nó có thể sôi lên đến tận téc luôn, tận cái téc nước luôn nhá. Đấy, thì công dụng của nó là như vậy. Tuy nhiên là cái van một chiều này nó cũng có một số cái phiền toái nhất định. Ví dụ các bạn thấy là đối với những cái gia đình mà để cái téc nước thấp ấy, thì bởi vì cái trong cái van một chiều này nó có những cái có cái lò xo để nó đẩy cái van xuống, đẩy cái dạng cái nắp nó đẩy xuống này này. Đấy, khi mà nước mà qua đây thì các bạn thấy là nó sẽ phải mất đi một cái áp lực nhất định, và nếu mà nhà nào mà có cái téc thấp ấy thì cái đường ra của đường nóng này nó rất là nhỏ. Đấy, cho nên là có một số là các bác là tháo này ra để lắp trực tiếp cái ống này, cái dây này vào để cho cái nước ra nó mạnh hơn. Tuy nhiên là cái việc này các bạn thấy là nó rất là tai hại nhé, bởi vì là làm như vậy thì sẽ làm cho cái bình này nó khi mà chúng ta đun ấy, nước nóng ấy sẽ chảy ngược ra và làm cho chúng ta tốn rất là nhiều điện, nước nó sẽ nóng ngược lại và cái bình này không bao giờ đủ nhiệt độ nhé. Đấy là cũng là cái nguyên nhân. Đấy, thì cái hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn này, cái van này nó đang có vấn đề. Đấy, nếu mà bác nào mà dùng lâu rồi mà các bác thấy mình nhà mình lâu nóng này hoặc là tốn điện này thì các bạn phải tháo và kiểm tra. Với cái tình trạng như này nhé thì các bác phải sửa chữa ngay, không là nó sẽ tốn rất nhiều điện nhé. Đấy, thì ở đây mình bây giờ mình phải tháo cái đường đường cái đường nóng này ra. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó mất luôn cái chức năng một chiều nữa các bạn. Đây này. Đấy.
mất luôn chức năng một chiều, bạn thấy là nước nó vẫn chảy ngược ra được. Đó, thấy chưa? Đấy, thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra, để mình đem ra ngoài thì mình chỉ cho các bạn xem nha. Đấy. Đấy, các bạn đây này. Đó. Rồi, tạm thời mình vặn này vào đã. Nó đỡ thoát nước ra nha. Đấy, mình đã tháo ra rồi các bạn. Đấy, các bạn một chiều nhá. Đấy, cái này là chiều nó mũi tên này. Đấy, nước vào này. Đấy, khi mà nước vào thì các bạn thấy là áp lực của nước nó sẽ đẩy cái. Đẩy cái nắp này lên. Đấy, để nắp lên này. À. Đấy. Thì đẩy nắp này nước các bạn thấy là gì? Nước sẽ chui trên này và khi mà đầy rồi thì cái này nó sẽ đẩy ngược lại xuống để nước nó không chảy ngược qua đây được. Đấy. Thì cái này các bạn thấy là trong một thời gian sử dụng thì nước nó có cặn vôi các thứ ấy thì nó sẽ bám làm kẹt cái thành này này. Kẹt cái mép này dẫn đến là nó nước nó chảy ngược lại được. Đấy. Thì nhà bác nào mà dùng lâu năm thì các bác thấy bình nhà mình tốn điện thì các bác phải tháo ra, nếu mà nó dò nước ngược lại này các bác phải vệ sinh hoặc thay cái mới nhé. Đấy, còn chức năng chống nổ của nó thì đây. Đấy, thì ở trong này thì nó sẽ có một cái lò xo đẩy nắp vào đây các bạn. Đấy, khi nào mà áp suất căng quá thì nó sẽ đẩy ngược này ra làm xì nước ra đây nhé. Đấy, nó ba chức năng như vậy. Còn chức năng chống cháy thì nó cũng là cái chức năng một chiều thôi. Đấy, thì bây giờ tiện cho các bác theo dõi thì em sẽ phải vẽ cái cấu tạo của cái bình ra. Đấy. Đấy, thật ra cái bình nóng lạnh thì các bạn ạ, thì nó cũng chỉ là một cái gọi là một cái bình bằng sắt thôi. Đấy, nó có thành bằng sắt nhé. Đấy, thì ở đây nó sẽ là cái đường vào. Đấy, đường vào này. Đấy, đường vào nó ký hiệu màu xanh ấy. Đấy, đây là đường nước vào mũi tên này. Còn cái đường nước ra này các bạn thì nó sẽ nối với một cái ống sắt lên tận cái mép bên trên của thành bình nhé. Đây này, em đang vừa quay vừa vẽ nó không được đẹp lắm. Đây là vào này, đây là ra này. Đấy, thì các bạn thấy là khi mà nước vào đây ấy, thì nó sẽ qua van một chiều ở đây nằm đây. Đấy, nó nằm cái van một chiều nằm đây. Đấy, và nước vào thì ở đây nó là cái mai xo này các bạn. Đấy, cái mai xo ở đây, này, vẽ tượng trưng thế thôi. Đấy, mai xo ở đây nhá. Thì khi mà nước vào thì các bạn thấy là khi chúng ta bật điện mà cấp điện cho bình ấy thì cái mai xo nó sẽ làm nóng nước. Và nước thì các bạn thấy là khi mà nước nóng thì nó có xu thế là nó nổi lên trên. Đấy, cái này thì học về vật lý biết rồi. Đấy. Và khi chúng ta xả nước ra thì nước nó ra đường này. Đấy, và nước nóng thì nó sẽ chảy vào cái vòi này. Đó, xuống. Cho nên các bạn thấy là gì nhỉ? Khi mà chúng ta bật chỉ một lúc thôi các bạn thấy là ra nước thế nước ấm rồi đấy. Đấy. Thì vì như vậy nó đun là nước nóng nó nổi lên trên mà thì nó sẽ ra đây. Đấy. Thì người ta thiết kế cái van một chiều ở đây có tác dụng là các bạn thấy là gì nhỉ? Nó sẽ chống cạn bình. Đấy. Nó chống cháy đấy, thì khi mà ví dụ như cái téc nước nhà mình mà nó hết nước nhỉ, thì nó sẽ chặn cái này lại và không cho nước tụt xuống đây. Đấy. Cho nên là khi mà mình không cấp nước vào, khi mà cái này mà nó còn cái van một chiều nó còn tốt ấy, thì cái nước ở trong bình này lúc nào nó cũng đầy. Tuy nhiên nếu mà cái van một chiều nó hỏng thì bạn thấy nó rút hết nước, nó cạn đây và nó chờ cái mai xo này ra này. Chờ cái mai xo ra mà các bạn cắm điện vào nó cháy với cái mai xo luôn. Đấy, đấy là chức năng vậy. Đấy, để đường. Và khi lắp thì các bạn phải lưu ý là đây là vào bên này, ra bên này. Đấy, thì mới có tác dụng nhé. Đấy, thì khi mà cái van này mà nó có vấn đề thì các bạn thấy là gì? Nó có một cái tác hại nữa là gì? Khi mà chúng ta đun nước nó đủ cái nhiệt độ nào đấy thì các bạn thấy là nó sẽ chuyển ngược lại ở đây và nó ra cái đường ống tét nước ở ngoài này. Cho nên là khi mà cái này mà hỏng các bạn thấy là sờ vào đường nước cấp vào ấy, nó sẽ nóng tận ra đây này, thậm chí nó sôi, nó nóng lên tận cái tét này, các bạn thấy là nó đun hẳn một cái tét này thì rất là tốn điện là như vậy. Đấy, ok. Đấy, chính vì nó tác dụng như vậy thì
Các bác hãy dành cho ra khoảng 5 phút để kiểm tra nhé. Đấy, khóa nước vào và vặn cái này ra, vặn vặn cái vòi này ra, nếu mà nước nó dò đây mà, hoặc là bạn thổi ngược đây này, thổi ngược đường này mà lấy hơi nó xì xì ra bên dưới thì các bạn phải thay thế. Cái này sửa thì nó cũng rất là rắc rối, mà các bạn tốt nhất là các bạn mua mới và các bạn thay. Thì nếu mà không để tình trạng này thì sẽ rất là tốn điện nhé. Đấy, thì cái giải pháp của mình ấy, thì mình hay thay bằng cái van một chiều này các bạn. Cái van một chiều này, cái này nó có tác, nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là nó bị kẹt đấy, bởi vì là cái đường qua này nó rất là rộng các bạn. Đấy, cho nên là những bạn nào những nhà có nhà mà téc nước thấp ấy thì các bạn lắp cái này đấy thì sẽ không bao giờ bị dò nước ngược lại nhé. Đấy, này nó cũng là van một chiều đây, đây này bạn này, đấy van một chiều đây. Đấy, thì các bạn lắp thêm cái này thì nước nó rất là khỏe. Đấy, đây này, nó rộng này mà. Đấy, thì cái này hiện tại là như trên thị trường bán khoảng 70-80 nghìn, các bạn mua về các bạn thay. Đấy, rất là hiệu quả. Tuy nhiên là cái này nó sẽ không có chức năng là chống chống nổ bình nhé. Đấy, nhưng mà nổ bình thì nó rất là hãn hữu rồi, ít khi dẫn đến cái tình trạng đấy lắm. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi lắp cái này vào cái bình kia nhé, để các bạn xem nhé. Đấy, để lắp thì đây các bạn, bạn nhớ lắp theo chiều nhá, chiều mũi tên lên này, và các bạn quấn thêm một ít băng tan vào đây, cái cao su non đấy, bạn vặn vào đây, đấy bạn vặn, đấy bạn thấy là gì, tịt luôn này, đấy, giờ mình tháo này ra nó cũng không ra được nước, nó không ra nước ngược như vừa nãy nữa nhá, đấy bạn thấy chưa, đấy, 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 tịt luôn. Đấy, khi mà thay như vậy thì mình đảm bảo là rất là tiết kiệm, nó sẽ sôi rất nhanh và tiết kiệm điện nhé. Phải cứ để như vừa nãy là các bạn thấy là nó sẽ sôi ngược lại đấy, rất là tốn điện. Đấy, để đấu vào đây nữa thì các bạn phải có một cái kép này đấy nhé. Đấy, bởi vì này nó ren trong mà, cái ống này là ống này này, ống này nó lắp ren ngoài nhá. Đây, đấu vào đây thôi. Mình làm trên cao, vừa làm vừa quay nhưng mà nó sẽ hơi rung nhá, các bạn thông cảm. Đấy, nhưng video mình làm toàn thực tế hết nhá. Đấy, mình không dựng giết gì cả. Đấy, mà đây là gì, nước không thể chảy ngược lại. Đấy, bây giờ mình sẽ đấu vào đây thôi, là ok thôi. Đấy, thì nhà bác nào mà dùng cái bình lâu năm rồi thì bác nhớ dành ra 5 phút để bác kiểm tra nhá. Đấy, bạn tháo cái dây cấp vào và tháo bên này ra, nếu mà nước chảy ngược lại thì các bạn phải thay hoặc là sửa chữa cái này các bạn nhá. Đấy, thay như này như mình này rất ok. Đấy, bây giờ là nước chảy không ngược lại, không có rồi. Rồi, video mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn nào thấy hay, ý nghĩa, các bạn thì là đăng ký kênh hoặc cho mình một like nhá, để có những cái, hoặc là bác nào mà có những chia sẻ gì thì cứ để lại comment. Đấy, mình rất mong muốn là cái những cái video mình ra cũng là cái cơ hội để cho mình giao lưu chia sẻ. Đấy, rồi, xin chào các bạn, chúc bạn thành công nha.